gánh vác trên vai trọng trách đảm bảo an ninh cho hơn 1 tỷ sinh mạng. Là cội nguồn dẫn tới sự bất an cho các kẻ thù không đội trời chung. Không chỉ trang bị, mà họ còn có tham vọng đưa vũ khí của mình ra thị trường thế giới. Đó là Ấn Độ, cường quốc mới nổi của thế giới. Không chỉ phát triển, Ấn Độ từ lâu đã muốn đặt chân vào top các quốc gia xuất khẩu vũ khí của thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, thị trường tiềm năng của thế giới. Một khi đã nhắc tới đối tác của Ấn Độ, thì không thể không nhắc tới cái tên Việt Nam, một đối tác hàng đầu tại khu vực. Mới đây nhất, Ấn Độ đã đưa ra một deal hời cho các đối tác tiềm năng của mình, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Vậy thì liệu Việt Nam có khả năng mua vũ khí của Ấn Độ hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battle Cry, người kể sự. Mới đây, Ấn Độ cho biết họ đang có kế hoạch bán toàn bộ 2.500 xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất và được Ấn Độ nhập khẩu từ cuối những năm 1970. Một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết các xe tăng loại biên sẽ được hiện đại hóa và xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á. Việc đại tu sẽ được thực hiện ngay tại nhà máy sản xuất phương tiện hạng nặng ở Avadi, nơi trước đây đã từng được cấp phép sản xuất T-72, và giờ đây họ đang sản xuất T-90. Các chuyên gia của Nga và Ấn Độ thì đang bắt tay vào việc tiến hành nâng cấp lên tiêu chuẩn T-72MS để chuẩn bị cho việc chào hàng các quốc gia trong khu vực trên thế giới. Thị trường xe tăng T-72 đã ghi nhận số lượng các loại xe tăng từ thời Liên Xô này trên toàn cầu đã giảm trong những năm vừa qua. Nguyên nhân là các nước châu Âu đã chuyển giao hết số xe tăng này cho Ukraine, trong khi Nga và Belarus thì đã đưa xe tăng niêm cất ra sử dụng cho các đơn vị của quân đội. Nếu xuất khẩu thì T-72 của Ấn Độ cũng gặp nhiều đối thủ cạnh tranh như xe tăng VT-4 của Trung Quốc, vốn ra đời muộn hơn và mang nhiều ưu thế về công nghệ. Tuy nhiên thì lợi thế thị trường của T-72 là loại phương tiện này đang được nhiều nước đang sử dụng, do đó thì nó có thể dễ dàng tích hợp vào biên chế quân đội. Hiện có hơn 30 quốc gia sử dụng các biến thể khác nhau của T-72 và rất nhiều quốc gia đang sử dụng vũ khí hệ Nga Xô. Nói qua một chút về thông số, thì xe tăng T-72MS đại bảng trắng được thiết kế trong khuôn khổ chương trình Pro-V-2G của Nga. Đây là một gói nâng cấp hỏa lực nhanh dành cho các xe T-72B của quân đội Nga. Chiếc chiến xa này được trang bị hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và trưởng xe Sona-U do công ty Pelen của Belarus sản xuất, tương tự như T-72B3 và T-90SSK. Ngoài ra thì xe còn được lắp đặt máy tính đường đạn và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động, tích hợp tháp súng máy 12-7 điều khiển từ xa, đi kèm với camera hành trình. Động cơ thì có tùy chọn cho khách hàng là loại V-84MS công suất tối đa đạt 840 mã lực thế hệ cũ, hoặc là V-92 đời mới hơn công suất lên tới 950 mã lực, hoặc thậm chí có thể là loại V-92S2F công suất cực đại đạt 1.130 mã lực. Vũ khí chính của T-72MS đại bảng trắng vẫn là khẩu pháo 125 ly nòng trơn 2A46M và được bao phủ bên ngoài bởi một lớp giáp phản ứng nổ Contact 1. Nhìn chung thì chiếc chiến xa này là một gói nâng cấp với giá thành rẻ hơn 2 lần nếu đặt cạnh chiếc T-90S sản xuất mới. Nếu xét tới các quốc gia sử dụng hệ xe tăng Nga ở khu vực Đông Nam Á hiện nay, thì hiện có Myanmar và Lào có thể trở thành hai khách hàng sáng giá nhất, khi mà hai quốc gia này đang vận hành một số lượng lớn xe tăng T-72 và họ cũng có thể là sẽ có nhu cầu. Cụ thể là Myanmar được cho là đang vận hành khoảng 300 chiếc T-72S nhập khẩu từ Nga và Ukraine trong đầu thập niên 2000. Trong khi đó thì Lào cũng đã mua vài chục chiếc T-72B1MS vào năm 2019 thông qua một hợp đồng đặc biệt trao đổi xe tăng T-34-85 và có thể là một số ưu đãi khác. Nhiều khả năng là vẫn có nhu cầu trang bị thêm vài chục chiếc nữa, vốn vẫn là quá ít ỏi so với quy mô lực lượng xe tăng của họ hiện nay. Tuy nhiên thì do hạn chế về tài chính đã khiến cho việc nhập khẩu thêm khó khăn hơn. Phương án từ Ấn Độ có thể sẽ được chú ý ở trong một cấp độ nào đó. Bên cạnh đó thì T-72 của Ấn Độ có thể sẽ thu hút được thêm những khách hàng mới ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể ở đây là Campuchia và Việt Nam. Trong đó thì Campuchia đang trong giai đoạn thúc đẩy việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của họ với việc liên tiếp mua sắm vũ khí mới trong những năm gần đây, chủ yếu là từ Trung Quốc,
trải rộng thêm nhiều quân binh chủng, bao gồm cả thiết giáp, pháo binh, hải quân và không quân. Cách đây không lâu, nước này đã bộc lộ kế hoạch là sẽ hướng tới việc mua thêm xe tăng hiện đại như là Tu-15 hoặc VT-4 từ Trung Quốc để bổ sung vào lực lượng mũi nhọn chủ lực của họ. Bên cạnh các xe tăng T-54-55 thì không loại trừ khả năng với T-72 từ Ấn Độ, nó có thể sẽ trở thành một lựa chọn tạm thời với chi phí giá cả khá là phải chăng, trong khi chờ ngân sách hoặc chờ đợi những gói viện trợ từ Trung Quốc. Trong quá khứ thập niên 90, đầu những năm 2000, thì Campuchia vốn đã có truyền thống mua xe tăng cũ khi nhập khẩu hàng trăm chiếc T-55AM, một phiên bản nâng cấp tương đối hiện đại từ Cộng hòa Séc. Và đó thì là phác thảo quan một số nét về những quốc gia xung quanh. Còn với Việt Nam, mỗi khi nhắc tới vấn đề mua vũ khí, thì nó luôn được bao phủ bởi một màn sương bí ẩn. Năm 2020, đã có một số nguồn tin tiết lộ việc Việt Nam đàm phán mua lô 150 xe tăng T-72MS từ Nga. Tuy nhiên thì mọi thứ sau này cũng chìm vào quên lãng. Thực ra thì dù không sở hữu, nhưng Việt Nam cũng chẳng lạ gì với T-72. Thậm chí còn có cả các phiên bản xịn hơn cả MS như T-72B3. Lý do là vì Việt Nam nằm trong các quốc gia tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Game. Tại đây thì đa phần các kíp xe tăng sẽ sử dụng T-72B3 do Nga cung cấp. Chỉ trừ một số ngoại lệ như Trung Quốc hay Belarus, họ dùng các dòng xe tăng do riêng họ phát triển. Đó là về mặt tiếp xúc trong quá khứ. Còn về khả năng Việt Nam nhập khẩu T-72MS, thì mình cho rằng cái này chúng ta cần phải nhìn vào thực tế hiện nay của lục quân Việt Nam. Như mình đã trình bày trong một số video trước, vì vấn đề khách quan của lịch sử mà Việt Nam đã phải ưu tiên phát triển cho hải quân và không quân tiến thẳng lên hiện đại trước, còn lục quân thì là từng bước tiến lên hiện đại. Trong khi hải quân và không quân đã có các hợp đồng tỷ đô từ đầu năm 2000, thì với lục quân phải mãi đến tận năm 2016, Việt Nam mới có hợp đồng T-90S. Và ngay cả hiện tại, Việt Nam mới cân nhắc về việc mua các loại pháo tự hành đời mới như K-9. Cho nên, xét về tổng thể, lục quân vẫn lép vế hơn so với hai binh chủng còn lại. Trong thời gian đó, Việt Nam chủ yếu tập trung vào nâng cấp các trang bị hạng nhẹ và trang bị cá nhân cho người lính. Phải cho tới khoảng 4 năm trở lại đây, chúng ta mới dần được nghe về quá trình hiện đại hóa lục quân của Việt Nam. Chủ yếu là các dự án trong nước như XCB-01, pháo tự hành PTH-122, PTH-130, v.v. Còn về xe tăng, theo những gì đã được công bố, Việt Nam cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 nâng cấp 100 xe tăng T-54 lên chuẩn T-54M3. Mặc dù Việt Nam đã và đang đạt được những bước tiến không ngừng trong công cuộc hiện đại hóa xe tăng T-54, tuy nhiên, nếu như chúng ta không giải quyết được một số điểm yếu với phương án T-54B nâng cấp hiện đại hóa, thì T-72MS vẫn là một điều đáng để lưu tâm và để trở thành một giải pháp tạm thời. Một trong những vấn đề cố hữu của T-54B đó là khẩu pháo rãnh xoắn 100 ly D-10T2S. Đây là một khẩu pháo tăng được coi là lỗi thời trong nhiệm vụ chống tăng hiện nay. Chúng hầu như thì đã bị từ bỏ do hết tiềm năng nâng cấp các loại đạn của pháo tăng 100 ly D-12S, vốn được coi là không thể xuyên thủng công nghệ vỏ giáp hiện nay. Do là xe tăng thế hệ cũ, các phiên bản đạn xuyên giáp của chúng đa phần đã ngừng phát triển. Tại Liên Xô, phiên bản đạn xuyên giáp cuối cùng của chúng là 3BM-25 đã ra đời từ tận năm 1976. Và sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, nhưng nhu cầu về T-54-55 thì vẫn còn rất lớn. Các quốc gia phương Tây cũng đã tham gia vào việc phát triển đạn xuyên giáp cho chúng. Ví dụ như là M1000A1 của Bỉ có khả năng xuyên 380 ly thép đồng nhất ở góc chạm 0 độ, cự ly 2000m. Những tham số này vẫn còn thua xa các loại pháo tăng với đạn xuyên giáp ngày nay. Hiện nay thì Việt Nam cũng đã nỗ lực để phát triển đạn xuyên giáp động năng cho con T-54B. Thế nhưng hiệu quả của nó tới đâu trong việc chống tăng thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Theo những gì đã công bố, Việt Nam đã bắt đầu tiến hành giai đoạn 2 của việc nâng cấp T-54-55 và có cả sự tham gia của các chuyên gia Nga. Thế nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là nâng cấp một hệ thống điều khiển hỏa lực và các loại đạn tốt hơn so với thập niên 90 mà thôi. Ngoài pháo ra thì T-54 còn phải đối mặt với một vấn đề, đó là giáp bảo vệ của chúng. Mặc dù được tăng cường giáp phản ứng nổ, thế nhưng lớp giáp chính của T-54B vẫn là một vấn đề cần phải cân nhắc. Ở thời điểm ra đời, T-54B sử dụng công nghệ giáp thép truyền thống với độ dày tháp pháo khoảng 203 ly, ở thân xe thì là 100 ly. Các giải pháp nâng cấp sau đó của Nga
với sát phản ứng nổ kiểu Contact 1. Thế nhưng các thử nghiệm cũng cho thấy nó chỉ chịu được các loại pháo tới đạn xuyên 105 ly chuẩn NATO mà thôi. Đây là những vấn đề của giải pháp cải tiến T-54B đòi hỏi. Nếu mà chúng ta muốn tiếp tục coi T-54B là nòng cốt thì cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn và hiện đại hơn. Chính vì vậy mà T-72 vẫn sẽ là một giải pháp tạm thời khá là ngon cho Việt Nam để có thể giải quyết một cách dễ dàng cả hai vấn đề trên. Khi mà theo Ấn Độ, sự nâng cấp này có cả sự tham gia của phía Nga. Chúng sẽ được nâng cấp theo tiêu chuẩn và các kinh nghiệm mà Nga rút ra sau các thiệt hại ở Ukraine. Qua đó thì tạo ra một chiếc xe tăng hiện đại, toàn diện, phù hợp với các khách hàng có nhu cầu trang bị xe tăng hiện đại nhưng lại có túi tiền eo hẹp. Xin lưu ý là giải pháp tạm thời. Thành thật mà nói, các xe tăng từ M1 của Mỹ đến Challenger của Anh và cho đến cả T-84 của Ukraine hiện nay, rồi thì các dòng tăng của Nga đều đã tan xác trên chiến trường. Xét trên mặt bằng chung của thế giới thì đến chính cả các siêu cường còn đang phải đau đầu với bài toán giáp bảo vệ cho xe tăng khi mà công nghệ chống tăng đang phát triển quá nhanh. Từ UAV cho tới tên lửa chống tăng đều có khả năng đột nóc, bắn và quên, cho nên họ cũng chưa có biện pháp nào thực sự là khả thi, chứ cũng chưa nói gì tới Việt Nam. Thế nhưng dù chiến trường tàn khốc là vậy, nhưng xe tăng thì vẫn phải có mặt thôi. Vì không có chúng thì bộ binh đố dám tiến lên phía trước. Còn nếu ai chê tăng cũ thì xin thưa, trong thời điểm này tăng cũ vẫn còn đang khan hiếm vì lý do chiến tranh đấy. Do Mỹ và NATO đang bận viện trợ cho Ukraine, họ đang phải vét từ những chiếc M1 Abrams cũ cho đến tìm mua các loại xe tăng cũ từ thời Liên Xô để viện trợ cho Ukraine. Đến cả Đài Loan hay Ba Lan hay là Australia, dù tiền tươi thóc thật vẫn đang còn phải nhập khẩu các loại M1 Abrams tân trang lại từ Mỹ. Còn về việc Ấn Độ có sẵn sàng bán cho Việt Nam hay không thì điều này cũng không thành vấn đề. Bản thân Việt Nam và Ấn Độ vốn đã có hợp tác quốc phòng nhiều năm. Việt Nam và Ấn Độ đã ký bản thỏa thuận trị giá 500 triệu đô về hợp tác quốc phòng. Theo đó thì Việt Nam sẽ nhận được gói vay ưu đãi khi mua vũ khí từ Ấn Độ. Theo một số thông tin được tiết lộ thì bản hợp đồng nâng cấp các tàu săn ngầm PTA của Việt Nam cũng nằm trong các gói này. Hoặc đã biết đâu trong cái gói 500 triệu đô kia cũng đã bao gồm cả xe tăng rồi cũng nên. Chẳng ai biết được. Nếu ta nhìn rộng ra thì vũ khí Việt Nam và Ấn Độ có độ tương thích rất cao khi đều cùng hệ Nga-Xô. 80% vũ khí Việt Nam cũng thuộc hệ Nga-Xô. Trong khi đó nhìn sang Ấn Độ, mọi thứ còn đồ sộ hơn với 90% vũ khí lục quân, 40% vũ khí hải quân và 70% vũ khí không quân Ấn Độ đều là vũ khí hệ Nga. Chưa kể là các bản hợp đồng mua vũ khí lên tới hàng chục tỷ đô la nữa. Ấn Độ thì đã tặng Việt Nam nguyên một chiếc tàu chiến 1.400 tấn và nó đã mở rộng cánh cửa vũ khí Ấn Độ đến với Việt Nam. Vì tiền lệ của thế giới đã cho thấy, sau việc tặng vũ khí, thường sẽ đi kèm với đó luôn là những bản hợp đồng tỷ đô. Nó giống như món quà ra mắt vậy. Hay nói theo kiểu Việt Nam, nôm na là đồng tiền đi trước sẽ là đồng tiền khôn. Ví dụ như năm 2015, Nga đã tặng Ai Cập một tàu tấn công nhanh đề án 1211. Sau đó thì Ai Cập đã chốt hợp đồng mua 46 tiêm kích MiG-29 của Nga, 46 trực thăng tấn công Ka-52 và 4 tiểu đoàn S-300 của Nga. Và nếu không phải sức ép từ Hoa Kỳ thì có lẽ là họ đã chốt thêm 20 tiêm kích Su-35 rồi. Vậy đấy, cũng chẳng phải tự nhiên mà tặng nhau tàu đâu. Đằng sau đó là cả một ý đồ. Còn về mặt chính trị, họ cũng chẳng ngại Mỹ hay châu Âu và Trung Quốc. Bằng chứng là dù dọa nhiều như vậy, nhưng họ vẫn cứ từ chối vũ khí châu Âu và vẫn tìm tới Nga như bình thường. Mặt khác thì Ấn Độ cũng là một cường quốc. Họ cũng chẳng ngại va chạm nếu có ai động tới chén cơm của mình. Chốt lại, trong thời điểm hiện tại thì T-72MS vẫn có khả năng sẽ trở thành giải pháp tình thế của Việt Nam. Ít nhất là cho tới khi thế giới tìm ra một giải pháp mới cho các xe tăng chủ lực hiện nay. Vì như mình đã nói, kể cả Mỹ hay Nga còn đang phải đau đầu thì Việt Nam đã là gì?